Chiều ngày 5 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 8 để cho ý kiến một số nội dung theo thẩm quyền. Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên Đinh Giang Bảo yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương khẩn trương rà soát chỉ tiêu nhiệm vụ, từ đó có kế hoạch tăng tốc thực hiện. Trong đó, chú trọng các chương trình khuyến thương, khuyến công, phát triển thương mại dịch vụ, duy trì các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển sản phẩm ô cốp và các mô hình sản xuất gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, tập trung các biện pháp tăng thu ngân sách, tiếp tục triển khai các công trình dự án để nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tăng cường công tác quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ các nguồn tài nguyên, khoáng sản, duy trì công tác quản lý trật tự đô thị, xây dựng, khắc phục tình hình sụt lún, sạt lở bờ sông kênh rạch, phòng chống lụt bão. Đồng thời, quan tâm chăm lo học sinh đầu năm học mới, tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu 2024 và các hoạt động ẩm thực, văn nghệ đường phố, tăng cường công tác tấn công, trấn áp các loại tội phạm, điều hành giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp, người dân, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 đề ra.